là kêu bà gì đó. Đó, ba bữa nay bà con của chôm chôm 2 tuổi mà chưa biết nói chính đây nó có chưa biết nói đi mẹ nói con này chuyện đâu bữa đó 5 tháng mấy à là nó kêu ba nhau hết trơn cái gì mới nói nó con chôm chôm 2 tuổi mà chỉ có bà thôi. What are you doing? What are you doing? Kéo chân con, kéo chân. Kéo chân nhanh thì chụp hình chơi. Làm gì đó? Làm gì đó? Nhậu hả? Nhậu. Nhậu hả? Ngon quá ta. Nhậu ngon quá ta. Thôi chéo gì đó. Phải à. Cái chuyện nhậu ngon quá ta. Hầu hết đều có trình độ đại học trở lên. Nhậu ngon quá ta. Đừng chơi lắm mà. Thôi theo theo nhiều chơi nhé rồi thấy ghét. Sau hơn 30 năm nghiên cứu, tôi xin hình ảnh nghiên cứu sản phẩm nhiệt sinh phạt là sản phẩm duy nhất có trên hiện trường để được thí nghiệm trên chính các đối tượng ung thư, giúp tăng cường hệ miễn dịch cực mạnh để được sự cấm lại và tiêu diệt các tế bào ung thư. Kết quả nghiên cứu được công bố trên báo Nutrition Research và báo Ecology Report của các chuyên gia tai mũi họng đã cho thấy rằng các bệnh nhân được cho dùng MCM nhiệt sinh phạt trong vòng 2 tuần, hoạt động của tế bào NK cell và số lượng tế bào ung thư bị tiêu diệt tăng lên gấp 2 lần so với trước và 4 đến 6 tuần, số lượng tế bào ung thư bị tiêu diệt có thể tăng từ 40 đến 50%. Đối với người bình thường, có rất nhiều yếu tố làm suy giảm độ miễn nhiễm như là môi trường khói bụi, stress, việc dùng MCM nhiệt sinh phạt thường xuyên giúp tăng cường tế bào NK cell để hạn chế tối đa khả năng xâm nhập những vi khuẩn ngoại sinh và đặc biệt là sự phát triển của tế bào ung thư. Hãy dùng ngay nhiệt sinh phạt để được một sức khỏe hồi sinh. Công ty Mir, bộ 536. Bạn có bao giờ tự hỏi làm cách nào đến 10 đến 20 năm nữa bạn vẫn giữ được sự mạnh của bộ dạng như bây giờ? Bí mật đã được hé lộ với các tình hình đối phương hàng đầu thế giới và Á Châu. Đó chính là tế bào ung tươi MF3 đến từ Thụy Sĩ. Mùa lễ cuối năm đang đến gần, công ty Miracle vinh dự là nhà phân phối độc quyền của công ty MF3 Thụy Sĩ, mang đến cho bạn cơ hội trải nghiệm dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất MF3 với chương trình tri ân khách hàng đặc biệt như sau. Serum tế bào gốc tươi trứng cá Caviar cho ngày và đêm và serum đặc trị nám mua 2 tặng 1. Đặc biệt khi mua toàn bộ serum dưỡng da sẽ được tặng một hộp serum tế bào gốc tươi cell và một hộp serum trị nám trị giá lên tới 480 Việt kim. MF3 giao dịch vừa làm thế nào? Mua 3 hộp tặng 1 hộp tươi cell trị giá 260 Việt kim và còn nhiều ưu đãi khác nữa mà quý khách sẽ không thể thấy được bất cứ ở nơi đâu trên toàn thế giới. Hãy giơ tay lên, cơ hội chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Mọi chi tiết xin liên lạc 1877-536-1888. Có mình con thôi. Sao được ưu tiên mà không á. Em tiền cho con ngồi trên giường nó luôn á. Ngồi ghế mà ngồi trên giường á. Để lỏng ở đây đặt sẽ mất hẹn là lỏng rồi làm tụi luộc cái miệng đây nhá nè con nè 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 cô con này cứ ăn con ngon.
như bà nhỏ anh chơi. Cứ cứ. Cứ cứ. Anh tìm yêu con cả. Anh tìm yêu con. Dạ vô cánh đâu. Dạ vô cánh đâu rồi. Dạ vô cánh. Dạ vô cánh đâu rồi. Bây giờ uống nước là uống vào cái chén không có muỗng nữa nè, uống hết trơn. Ê. 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 Hello. Hi. Hi. À. Hey. Hi. Anh có yêu không? Nó ăn mà tụi hả miệng muốn chết rồi. Ê. Nghe hết rồi. Ê. Gần hết rồi. Phần ba chén này nè. Nhà tí nó ăn có chút xíu vậy nè. Làm biếng. Nó là không cho ăn nó cho bú. Nó nên bú bổ hơn. Bú gì càng lớn là phải ăn chứ bú sao? Mẹ mày gì. Cái đó làm chi? Khùng chết mẹ. Mày đi rồi tao ở nhà tao cho ăn. Lớn là phải ăn thôi. Nó nói sữa mẹ đủ cho sinh tố con này. Thửng nó đâu. Không biết mẹ nấu cái gì. Không, tao tự nhiên đi. Nó tưởng đâu là tao biết không nên. Mà tụi con mua cá nó thấy chứ. Cái không bổ bằng sữa mẹ. Sữa mẹ biết gì sinh tố chứ. Nó ta biết nhưng mà cho nó lớn thì cho nó ăn. Nó lần thôi nó nhiều quá là ta không chịu nghe. Ta muốn cho con ta bú. Rồi sữa còn nhiều quá đi. Nó vậy đó. Ừ, tại sữa nhiều kìa. Đem cho mẹ nó cho đâu đi. Vậy nè. Nó uống bổ, nó uống thay nước. Bổ nó. Bởi nó cứng ghê. Con này nó cứng. Thì nó cũng có lý. Nhưng cho mà baby con, hết cho rồi. Còn sữa thì chủ sữa vậy thôi. Thở thở ra, thở ra. Ăn mà thở ra mày. Ai làm gì thở ra? Hả? Ai làm gì thở ra? Cái mushroom kho đó mày ăn giùm đi. Hôm qua con ăn chắc bỏ tiêu vô gì bị dứng. Trời nổ 3-4-1 luôn. Thôi, ghê luôn. Cái tủ đá rồi. Ăn không kịp. Mày thứ tư, thứ năm mình cũng đi rồi. Vậy. Rồi không sao, để tủ đá không? Về ăn. Về cho nó ăn. Rồi không ra ăn cá không nè. Ba đồ con phải kho mới được giờ nó mình mấy có chút tiêu chứ gì tiêu mà tiêu à, tiêu mẹ nó dị ứng giờ cái mặt của con nó rất là dễ dị ứng nổ tao cục luôn giống như cục sạn nổ mặt nổ tại cái gì ha tại nó rơm ăn nó vô là 8 giờ con ăn mà 8 giờ tối con ăn là chừng sáng sớm là con bị liền à, sao dễ vậy? Sáng sớm là ác xui 8 giờ ăn thì tới 12 giờ khuya con về thôi 12 rưỡi là về con thấy rồi tao cũng không nói mà để tôi lạnh mày thấy ăn không kịp để tôi lạnh bỏ tôi ra ý nhớ ơi hay không ăn hay không nhỏ lắm bởi vì lúc nào ăn không nhớ ơi. Nhớ ơi nhớ hay quá rồi uống nước cho anh Tì coi nhà không cần muỗng luôn à con giỏi lắm á sáng cũng vậy nè ba mẹ má là để cho nó chơi chừng cả trong cái xe đó lâu à bú 6 giờ rồi cho thằng chơi mẹ cho tới 8 giờ mẹ lên không 2 tiếng hồ đứng chơi cái là ẩm lên rồi cứ dặn A Di Đà Phật á rồi dỗ thấp 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 mà 2-3 cái ngủ nè uống hay hơn không uống nước hả chốc 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 mà không cần muỗng luôn á nè đâu có đổ thấy không hay lắm dở quá ta dở dở quá ta chóc 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 ba nó đưa cái bình tao có bình gì đâu tao chờ gì à anh có đi đâu rồi là dễ nữa hai con nhào tới nhào tới nữa hai con tao nhào tới coi nhào tới coi nữa hai nhào tới không nữa tới liền nhào tới để nó nhào tới đó đó nhào tới coi. Ôi trời lâu tội nghĩa con ta mày. Đây không. Ủa không có rớt nước luôn á. Nói gì đâu sách đầu đi rồi khỏi mất công à. Bật cửa ra. Nhào tới rồi. Nhào tới nhào tới. Đã quá. Nhào tới rồi. Cái gì mà đã quá bà nội ơi. Good girl. Good girl. Nhào tới rồi, nhào tới nữa rồi. Hả? Uống nhiều quá ốc nước rồi con, thôi đi. Uống được, giờ thèm.
Uống nhiều quá ọc quá. Chút xíu nào cho sữa. Good girl. Chút nữa cho sữa. Uống nhiều quá nó ọc còn sao. Nó ọc còn sao. Không có cần cổ. Nói đừng nhận cho nó ứng dậy chút nha. Hay quá, có cái ghế này hay quá. Mà bà nội đâu có nhớ đâu. Thấy mà không có nhớ. Hay được. Nó hay lắm. Giỏi quá ta. Nó hay lắm ạ. À, giỏi quá ta. Bà kêu bà cho em thì nghe rằng bà. À bà. Tao no rồi, tao kêu được rồi nha. Bà. Kêu bà đi con. Bà. À bà. Bà ơi. Có khi nó kêu bà ơi. Bà không cái gì. Bà ơi. Kìa. Cái này movie star rồi nha. Tối nay qua phim ta ngoài đó. Movie star đó. Ê. Con kìa. Dạ giống cách đâu. Dạ giống cách đâu. Dạ giống cách. Con kìa giống cách đâu. Con kìa giống cách. Kìa. Em thì kêu con kìa. Ê. Thấy cái này nè, thấy cái này muốn đổi này. Thầy đắp. Nó cho con nội đem lên ha. Đó. Vào cánh đâu? Hí. Vào cánh, ngồi vào cánh. Nhờ không mà được hả? Dở quá ta. Dở quá ta. Cháo đóng nè, cá đóng nè, không ngâu nữa là thôi à. Không ngâu nữa là thôi à. Sáng cháu nó cười lắm. Mẹ đưa gì? Cái biển vô kia nè. Làm chuyện lần hai lần nào biết chỗ này nhộn quá, nó cười trước rồi. Biến. Cái biển. Là nó biết nó làm. Nó biết mình làm cái nó cười trước. Hello. Hết rồi. Cái này hết rồi. Giờ uống bằng cái này nè. Không? Cầm giữ được rồi đó, bây giờ cầm được rồi đó. Cầm được rồi đó, thấy không? Bây giờ để đồ ăn ở trước mặt nó cầm xong mà dạy nó bóc. Nó biết bóc rồi, để vô họng. Biết chứ, khỏi lùa, cho, bây giờ cái gì cũng đây. Lùa cái tay để vô họng bắt đầu bóc ăn được rồi đó. Cho ăn được rồi đó, một mình ăn á. Trang cái đó đi, nó làm được rồi đó. Nhưng mà chưa có nuốt được, nó chưa có nhai được. Chị nào nó ăn được á, thì mới cho cereal nó bóc. Còn không, lấy cái gì mềm á. Không được, thấy... chuối mè gạo vậy mà cũng mắc cổ. Ăn cái... Chưa được. Chuối bởi vì mới xay. Xoài cũng phải xay chứ nó chưa được. Tính gạo nó mềm chứ mà để nó nuốt ra nó chưa được. Trời. Thấy không? Làm gì vậy? Yeah. Cho con. Nó ngồi dây dẫn rồi đó. Úi da. Úi da. Nặng quá bà nội ơi. Nặng quá bà nội ơi. Cái đó nó nặng quá bà nội ơi. Gì gì? Gì gì? Tao kia không có đồ chơi. Ê dù. Không có đồ chơi cho bà. Nhớ nhớ. Nhớ bà. Ngồi xích dầu nội đi về đi chén nha. Xích dầu nha. Nhớ nhớ. Nó lóc một cái chạy không kịp luôn chơi sao. Giờ không dám bỏ chuyện mình nữa.